Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thu hoạch bầu sao với mình. Trên chân bầu này thì có hiện tại đang có rất là nhiều quả mà hai vợ chồng mình thì chắc chắn là sẽ không ăn hết được đâu. Cho nên mình mới đang nảy ra một cái ý định là sẽ mở ra một cái mini game dành cho mọi người. Những ai mà đang sống ở Melbourne thì mình sẽ tặng cho 3 người may mắn thích ăn bầu sao, ăn thử dân bầu sao của mình. Thì các bạn sẽ comment vào trong YouTube của mình subscribe cho mình, vừa ủng hộ cho mình mà mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn nữa. Thì 3 người may mắn chọn số từ 1 tới 100, các bạn nhớ nha, 1 tới 100. Nếu các bạn thích số nào thì các bạn comment vào trong cái clip này thì mình sẽ random cái số đấy, thì 3 bạn may mắn sẽ được tặng 3 quả bầu. Nếu các bạn ở gần nhà mình thì mình sẽ mang tới cho các bạn, còn không thì các bạn tới nhà mình lấy cũng được nữa. Ok mọi người, thì mọi người nhớ nha, số chọn số ngẫu nhiên từ 1 tới 100 cho một số, một người. Thì 3 người may mắn mình sẽ cắt cho mọi người. Rồi mọi người nhớ subscribe ủng hộ cho tụi mình nha. Kênh YouTube của tụi mình là YK Venture. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ mình sẽ kiếm một quả nào đó để hái để tối nay vào nấu canh nhá. Ok mọi người. Rồi bây giờ mình thấy cái quả này bự này. Mọi người đi qua đây xem này. Đó, quả này rất là bự. Thì chắc có thể là mình sẽ hái cái quả này. Thì nếu được á, chút nữa mình hái xong á thì mình sẽ cân thử cho mọi người xem quả này nó bao nhiêu ký nhá. Ok, bây giờ mình hái đây. Bầu sao nhà trong mọi người ạ, bự không? Wow, trời bự luôn, trời nó đã quá chừng luôn. Đây mọi người xem này. Đó. Đấy, còn mấy quả còn lại thì trước mắt là mình sẽ như lúc này mình nói đấy, thì mình sẽ dành ra 3 quả bự nhất, ngon nhất để dành tặng cho 3 người may mắn. Thì mọi người nhớ nha, nhớ nha, chọn số ngẫu nhiên comment trong cái clip này, số từ 1 tới 100. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên 3 người may mắn với 3 cái số đấy. Rồi mình sẽ liên lạc với các bạn. Mà các bạn nhớ là phải subscribe YouTube của mình thì mới được. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Ok mọi người, lúc này thì mình mới hái một quả bầu sao rồi. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi hái thêm một ít ngò gai để vợ mình nấu bún cá. Đây mọi người xem cái vườn ngò gai của mình này. Thì bây giờ mình hái một ít để tối nay với mình làm thêm món bún cá nữa. Nó là mọi người ạ, mà mọi người xem này, cái lá của nó mềm lắm chứ nó không phải cứng đâu, cứng ăn nó khó chịu lắm. Ở nhà trồng được cái vườn ngò gai này là thích lắm.
Ok. Đây, nãy giờ mình hái được từng này rồi. Thì tối nay ăn như vậy chắc đủ rồi đó. Bây giờ mình dẫn mọi người đi sang hái bạc hà nhá. Ok mọi người, đây là cái chậu bạc hà của mình. Thì nó lên tốt lắm. Thì bây giờ mình sẽ hái một ít bạc hà để cho vợ mình nấu bún cá. Hai mấy cái em? Hai, ba cái. Ba cái hư? Ba cái. Đủ chưa? Còn muốn hái thêm cái nữa không? Ba cái được rồi. Ok mọi người, bây giờ mình hái thêm một ít rau muống nữa. Bây giờ mình hái cho mọi người xem nha. Cái này là rau muống nước ấy, được mình quảng cáo cho mọi người đó. Ngon lắm mọi người ạ. Ở Úc, ở Melbourne này mà ở nhà có được cái vườn rau muống như thế này là quý lắm. Chứ không đi ra chợ mua tốn tiền kinh khủng. Mà nó không được non phải tươi như nhà mình đâu. Ngoài chờ là cái con rau muống của nó, trời ơi, nó to khủng bố luôn. Đấy, một lần hai đứa mình mà ăn á, thì cắt chắc cỡ khoảng một nửa cái garden bed này là nhiều lắm. Chưa cần cắt tới một nửa đâu. Xong cái lần sau muốn ăn tiếp thì cắt nửa con lại. Là bên này là lớn lên là vừa. Đây, mình cắt chưa được một nửa mà mình cho mọi người xem này. Đó. Wow, trời nhìn đã không? Cái này sao mà hai vợ chồng ăn là dư sức rồi. Mình nghĩ chắc như thế này là vừa rồi. Rồi, bây giờ mình dẫn mọi người đi qua hái một ít ớt nữa nha. Ok, bây giờ mình hái vài quả ớt để nhà ăn. Mình cũng ăn được ớt tươi. Người mình cũng là thích ăn ớt là mọi người ạ. Mà ớt là phải cay kìa. Hái vài quả thôi. Người mình cũng thích ăn cay. Đó, hôm nay được rồi. Hôm nay là có ớt tươi ăn ngon. Ớt này là cay lắm. Này. Đây, xin tổng kết với mọi người. Đây là thành quả hôm nay của hai vợ chồng mình. Thì tụi mình hái được một quả bầu sáo rất là bự. Với là một ít rau muống. Đây, bạc hà, ngò gai. Tới thêm một ít ớt tươi nữa. Để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Đấy, mọi người xem video nếu thấy hay thì like, comment và chia sẻ cho YouTube của mình với nhá. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Trước khi kết thúc video của ngày hôm nay á, thì bây giờ mình sẽ đem được quả bầu sáo này vào để mình cân thử xem cho mọi người biết là nó nặng bao nhiêu ký nhá. Ok mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ cân thử cho mọi người xem nhá. Đây, đây là quả bầu. Đây. Bao nhiêu ký này? 2.3 ký. Trời ơi, đã không? Đây là vì tụi mình muốn hái cho nó non ấy, ăn cho nó ngon. Chứ không muốn để cho nó to, nó già. Ăn cũng không có ngon. Cho nên là để như đây thôi là ăn hợp lý đây. Đó, mọi người nhìn thấy thích không? Nhớ like, comment, chia sẻ, ủng hộ cho tụi mình nhá.